Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh khiến các tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn cũng bốc đầu, đẩy vốn hóa toàn thị trường lên trên 1.440 tỷ USD. Theo đó, lúc 6 giờ trên CoinGe, giá Bitcoin giao dịch mức 45.791 USD, tăng 1,6%, tương đương mỗi coin thêm gần 500 USD. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 45.420 USD và cao nhất là 48.353 USD. Theo CoinMarketCap, lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng thời gian trên là 44,5 tỷ USD, vốn hóa ghi nhận mức 864,6 tỷ USD. Trên Vicuta, sàn giao dịch được nhiều người Việt quan tâm, giá Bitcoin tăng 1,4%, giao dịch mức 1.070 đến 1.119 USD mỗi BTC mua, bán. Dù tăng nhẹ song Bitcoin vẫn để mất 18,19% giá trị trong tuần qua. Theo các nhà giao dịch chuyên nghiệp, Bitcoin chịu áp lực từ những bình luận tiêu cực của các nhà đầu tư lớn và cơ quan quản lý. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Bloomberg mới đây, tỷ phú Bill Gates khẳng định Bitcoin không phải thứ mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ nên mua. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng nhấn mạnh Bitcoin không nên được sử dụng rộng rãi như một cơ chế giao dịch. Theo bà, Bitcoin là tài sản có tính đầu cơ cao, không ổn định, mang đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và thường được sử dụng với mục đích tài chính trái phép. Tuy vậy, Bitcoin đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi bởi các tổ chức lớn, bao gồm PayPal, Visa và Mastercard. Những công ty như Fidelity Investment cũng tạo ra các quỹ cho phép nhà đầu tư thêm tiền mã hóa vào danh mục đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin sẽ sớm bước vào đợt tăng giá mới. Trở lại diễn biến thị trường, ngoài Bitcoin, nhiều tiền ảo vốn hóa nhỏ hơn cũng tăng mạnh. Cụ thể, Ethereum tăng 3,31%, Cardano tăng 6,9%, Binance Coin tăng 4%, Polkadot tăng 10%, Chainlink tăng 6%, Stellar tăng 15,8%, Bitcoin Cash tăng 1,67%. Tổng vốn hóa thị trường ghi nhận lúc đầu ngày hôm nay là 1.440 tỷ USD, tăng 3,02%.